con thằng Tuấn Anh và đám ấy. Hôm nay đấy. Đấy, đấy mấy người ra đây rồi. Con này nó thích đứng đâu. Thì ra vào đánh thì nó không nhảy những kiểu mình ạch cái đâu. Từ khi nó phải đứng ngang ngang nó bắt đầu ra vào đánh. Bám rồi đi lên rồi. Hãy thống giống trẻ của anh lúc nãy. Có chế nữa không? Căn bản là một đến hai tuần nay cũng không được đi đánh ấy. Thôi, tí nữa anh đi xe mà không về rồi. Nhưng hôm nay có cái đã đâu Tuấn Anh nhỉ? Cái gì ạ? Hôm nay có cái đâu nhỉ? Cái lần trước đi chứ. Có cá đâu. Nó cứ lưu vào clip vào luôn anh bán mồi thì đấy. À, chưa lên. Chết. Chết rồi. Không ra được nữa đâu. Mặt luôn. Thôi, ra gỡ đi.